500B kính điện đời 2017. Xem qua nhá. Điểm khác biệt duy nhất của dòng 500B đầu 17 với cuối 7 nó chỉ là lên xuống kính chỉnh điện. Còn đối với lửa đầu 17 thì nó là lên xuống kính chỉnh cơ. Nội thất thì vẫn là cơ bản với ghế da trần nguyên bản, trang bị đầy đủ điều hòa. Chiếc xe này thì đối với đời 2017 dòng xe 500B thì chưa có lên được phanh hơi lốc ghê các bác nhé. Có trang bị thêm một cái màn hình nhỏ nhỏ ở đây rồi này. Ghế da tông màu nâu đen, lên xuống kính chỉnh điện, gương cao 2 mảnh, thùng vẫn mở lăm bừng. Với kích thước đo đồng thùng dài là 4m25. Hai khoang mở lăm bừng, bên dưới là lớp sàn sóng. Với sắt xi đôi, nhíp hai tầng, toàn bộ phần sàn sóng thẳng, đẹp, không cong võng, không mối mọt. Đây là toàn bộ phần bừng đít, cũng như là phần sàn bên trong của cái mẫu xe 500B cuối đời 2017 này. Sàn sóng nguyên bản, chưa lót sàn. Và đó là Olin 500B đời 2017. Gương cao, lên xuống kính chỉnh điện, điều hòa, sàn sóng nguyên bản, đăng kiểm từ tháng 5 năm 2024.